sát đặc biệt than cặp chữ cầm bông thưa ở bắc phố đò sọc phim ruột nữ trực hàng nâng thưa ở xe trở lại cho tam lâu riêng rồi ngày và chia bộ rốt để ruột nữ nâng nét thưa đầm ná ở tam bằng đào lâu quầy xe chất cần lại sát đặc biệt than cặp chữ nữ hôn đầm ná hôn bấy sẵn cách từng miền chế bấy khăn miền chế cầm bông non khí rồi u giang khăn trong buộc còn lại khẳng lưu đấy đã miền thông khăn xoay chỉ riêng rõ ngay chỉ bị xét tặng bị bê bức là hồ đọt bể dục bà tam xâm đây bà chìa bố rốt đã ruột nơi chết khẳng bà nỉ chì riêng rõ thả tí tăng sát thực hiện đặt than cặp chữ hôm đồng nạc hôm bầy ní mần mẹn tơ tài miền khăn xoay ai chữ tế ai lâu tế cứ xoay chỉ dù nạc mọc hai con tay buộc quát mật đăng thư giảng mạch tế bà phụ quát chết tại tròn tròn tử mình tay phần nóc bê Đài Lan đặt chụp châu hai chân một quýnh cư tập công lán dốc một chốc nửa lửa lưu quầy xe vừa ở miên ca cọ xe trở ra cho chỉ riêng rõ ngày phòng đài phụ quát ban bằng to tiết hạ xông bay tại nẹ rột xì lụt bài nửa bê bật có mình đạch đài hai có mình miên nẹ na châu hộp đai, phố cứ xoay, ách chú rút tay mà đòn. Chia bị xét, nẹ thư đầm ná tam phá lâu về xe ai tại mặt đòn còn lại nít, đăng tay khá xa đọc nâng dọc đây bật chữ đồng bốc. Cục cục ní hai mình đai khơi. Kháng bạc rít tha rư ả nhà thô chốc tâm trụt bình nất. Nâng nai nôm đòn còn lại tí tăng thẳng lờ nửa tỷ. Nâng bê ní phụ quát. Trong lên bàn tự xâm nông bộ đó ở nhà thố khăn miền chây nâng một trầy bẹp con anh chương chốc tự bị nứt nâng nai nô mà chắc tinh tăng thẳng lớn ấy ở thuê giang na cùng oi miên khăn xoay to tự tiết đám bây ở phụ quát bàn rốt nữ chất cần lại ní miên sọc hiếp lõ pha sập hiếp nâng rốc xì lụt đầu bàn khắp hòng bà nên chỉ cả rủ toàn bọc chìa bộ rốt nha bây đấy bàn chìa một trầy bài than còn ở miền bàn từng mưu còn đặt bàn mưu hay thấy ba mình trầy để chia sẻ mặt kênh bẹp con mà các bài nụ đặt bàn từng mưu mưu hay là thùng lắn con là ngất mốc ấy nó còn mưu bình thường giờ lùi chia bằng mục chết rồi bà là ngất mốc hay chia bố rốt đó các bạn chia bố rốt là u mà bất chìa cua sau sau đấy và chai kiểu tình bằng năng khi nhóm này xa bó ở miếng gọc châm dương đây bà tì môi rụt dương chất đất châu trăng bánh liêng sát châu rồi xa tới châm dương đặt theo mà bà này tham mình mấy này vô tập bánh liêng rồi xa ở xa rồi rồi hai bàn giờ chưa lúc nó tập cặp nó cứ cái việc thì xem tiếp này ca sầm lạp bò sạt nằng nằng hay dương mình bay tới bò dài chả này còn là cái tham nó pê để môn đã cho nó cứ bánh liêng rồi xa rồi hái có chặt đám chặt ca tạm nằng nó pê để lan trên một vấn cứ thở thở liêng sầm an thầy lan trên mà quên rứt co mình cho ta ti tăng là ta ai nhỉ cho so với từ cho tập pi chua tại anh, pi chua tại anh, pi chua tại anh, lâu nữa lâu xa thiên nè, ấy xuống thạc ca chót lên lâu xa thiên nã bao bồn mới mở, mà lán lâu mẹ bằng bỏ hay con chót lên nó thua lại ná miền lâu ná thật tự, thom mà đá dương thua chi và cam ấy cái đó cũng ở pa po đó bị chia po rót vô đấy, lúc bảo sân chỉ trong thua chi và cam trong bàn, ở lúc rồi đây rồi mẹ ở lúc đây chiên nè bị chi và con đập chuột tự nó còn lại chót, à lời dương ba mở men vô là chót ta tam lâu xa thiên nã thua chẳng nghe thua stem luôn tê, sầm bay kia luôn bay luôn cả lúc lộ mình cắt soi ngáo anh chưa hốt, anh chưa hốt cả, mà soi mà lớn anh chưa hốt, bia hút pi nhìn say ra mà nức ba sắt cắm sắt khiết môi đầm mũ đùi miên sợi tê sam pan chẳng nhẹ kết bị sốc của phiêu kê chẳng mà, hay ở nhà thô à nhà thô là nhà thô chi những cái có bọt ban vô chất độc đạn đây chẳng nói hay không phải than đi đôi chỉ mình chết chúng tôi mình chơi hai con ở trong cái đầm bom đầm bay cho thưa cá mẹ này đôi chỉ vậy trong tới ở luôn đấy cứ chia tập cọ bà bây giờ cái tới cứ chia mình tập cọ cái ở cọ cọ pro cana cọ trên mọc hàng cá cứ thử cái đáy ở liề và anh chưa có đặt hiện trên gì và sắp chân nơi của tôm sừng che khai ở liề chúng nói tiếng đi hay bàn thưa ở bạc bò sọc đi chia bò rót bà ở bàn chọc mỏ mờ chắc là trong thọp như vậy đang bị món mò tham một tray môi chấm nón cứ chia một tray chương đắp đây xong đây để chua thọp miền tây xa nó cứ việc thôn năng anh ở lớp bạc không ai mơ nó lán thế nhỉ lán cho là hốt đập pin tâm cái gì nó thế nhỉ à môi nó lơ phơ bị tông chả lấy số ra cái tư mày cắt bữa à môi nó bị cho băng mà phơ ba đói lấy số số tờ lan nó bị bờ sân nhà lan nó như vậy thật lớn á
បើសិនតែក្លិនហ្នឹងក៏វាមិនធម្មតាគឺក្លិនស្អុយខ្លាំងដល់ស្អុយអត់លាងទៀតបាទចឹងមិនថាហើយគិតតែយកកញ្ចក់បងខែបងខែហ្នឹងបានដល់បងខែហើយលែងស្ងាត់ជ្រាបមកអាចជ្រុកស្អុយណាស់តើអាចជ្រុកមិនមែនអត់ស្អុយស្អុយខ្លាំងបើសិនជាក្អូបហីបើសិនជាក្អូបហ្នឹងអស់លោកនោះមកកើតជាទឹកអប់យកទៅលក់បានបានបាទបាទយើងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យដែរបាទហើយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីមន្ទីរបរិស្ថានបាទរាជធានីភ្នំពេញសូមអញ្ជើញទៅមើលមកហើយព្រោះថាលោកបានដឹងនៅពេលនេះធានាបានសកស្អាតជូនហើយបាទសូមអញ្ជើញទៅមើលផងហើយមានវិធានការក្តៅយ៉ាងម៉េចហើយការចតនោះផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទលោកហើយយើងរកស៊ីអីរកទៅត្រូវចាត់ការការវិមិច្ឆ័យបាទជាពិសេសតាមខណ្ឌរបស់ខ្លួននីមួយៗបាទហើយសួរថាអស់លោកបានគិតទេពីច្បាប់ចរាចរណ៍ទេនេះមិនធានាចង់បន្ទោសទេប៉ុន្តែបើឃើញបាទបើឃើញអញ្ចឹងបាទបាត់រអ៊ូតមនេះយើងឃើញមែនឡានមួយមួយមិនទូចណាឡានដឹកវែងទៀតវែងណាត្រង់ជ្រុកឯនៅក្នុងឡានមួយហ្នឹងមិនចង់នៅស្អុយណោហើយជាបាត់ទៅមកមកដល់ហ្នឹងបាត់ជាមកអើហេសុយអ្នកណាខ្លះគេហៅថាបៃដងផងដល់ធំធំស្អុយស្អុយហត់ហត់ងាប់បាត់នេះប្រជាជនគាត់បានគេហៅថាត្អូនត្អែណាបាទគាត់មិនគាត់ថាគាត់ទ្រាំយូរហើយគាត់ទ្រាំយូរមែនតើហើយពេលនេះគាត់ទម្លាយឲ្យបងប្អូនសាធារណជនបានដឹងថាស្អុយណាផ្នែកខាងបកសុស័តមន្ត្រីបើអីដែលគេហៅថាអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ដឹកអីទៅលក់ក្នុងទីប្រជុំជនសូមមើលមើលឡើងវិញផងម៉ូតូប្រម៉ក់កង់3កង់4នឹងគេថាសដងយើងយងដាក់សាច់សត្វនឹងសត្វជ្រូកសត្វអីហ្នឹងគឺដាក់តែឡេទៅដល់បាទគឺទីមួយមិនគ្រប់ទេហើយហូរឈាមខ្លះតាមផ្លូវសាធារណៈទៀតមើលទៅវាដូចមិនសមហ៎ពិតជានៃប្រទេសយើងដូចជាប្រទេសពុទ្ធសាសនាបាទការកាប់សម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺសិតតែបាបកម្មក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងជៀសបំផុតពីការហូបសាច់សត្វនោះទេយើងត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានរបៀបផងតែតាមពិតវាមានរបៀបរបស់វាតែតាមពិតបច្ចេកទេសរបស់គេហ្នឹងគឺវិញខ្ចប់ដាក់ class A ហើយក្នុងធុង class A បានដឹកបញ្ជូនទៅតាម depot stock នីមួយៗមិនមែនឲ្យដឹកតាមកង់ម៉ូតូល្មមហើយឡើងគប់ទីផ្សារទៅទេកន្លែងតំបន់ខ្លះដឹកដល់ជ្រូក2នៅលើម៉ូតូហើយមើលទៅឃើញឡើងតណុលមកដូចសោះចុះកុំនឹងស្វែងសោះស្គមលើតណុលអត់មានការលាក់បាំងអត់មានការលាក់លៀមតិចក្នុងមួយឆេក្នុងអីចឹងណាអូនហើយសំបីតការបោះកន្លងមកចំនួនហ្នឹងនៅត្រូវបានបាត់មួយចំនួនហើយតែឥឡូវទំកើតមកថ្មីថ្មីទៀតឃើញដុតគូដុតអីសាហាវហ្នឹងប៉ែអីហ្នឹងហើយឡើងណុលមក4 5គ្នាអឺមកចង់ហូបណាឥឡូវចាប់ដើមដុតហើយសឹងយើងពញុំមែនប៉ុន្តែបងយើងសម្លឹកដូចពីមកបងប្អូនគិតឡើងវិញថាការបង្ហោះបងប្អូនមិនមែនល្អសម្រាប់សាសនារបស់យើងទេបាទសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺมันសម្លាប់សត្វទេតែអស់លោកសម្លាប់សត្វដើម្បីយកសាច់ហូបអញ្ចឹងអស់លោកត្រូវមានភាពហើយលះបង់បាទបានន័យថាឲ្យចេះស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសនៃការធ្វើអ្វីដែលសមរម្យបាទជាពិសេសម្ចាស់ហាងហ្នឹងឯងមានការលះបង់ផងបាទឲ្យទៅមនុស្សខ្លាចគេមិនដឹងថាឯងមានលុយទិញសត្វគោសត្វក្របីសត្វដំរីយកទៅអាំងឆ្អើរអស់ចាណាដាក់បង្ហាញមហាជនសាធារណៈឲ្យគ្រូពូនអស់ចាសម្រាប់លោកថាលោកមានលុយមិនពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកធ្វើអត់សមសម្រាប់សាសនារបស់យើងទេបាទបាទយ៉ាងណាវិញយើងក៏សនងពរដល់អាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យបាទហើយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទនៅចំណុចបាទចំណុចថានឹងស្័យដំណាក់ធំ3បាទបាទសូមជួយមើលកន្លែងសត្វធាតបាទសត្វធាតដឋានកាត់ជ្រូកបាទនៅចំណុចភូមិដំណាក់ធំ3ណាបាទ